Một ngày, chỉ còn một ngày nữa chương trình Ultimate Trainer sẽ diễn ra, và nơi tôi đang đứng ở đây chính là một địa danh rất là quen thuộc thuộc Cao Lãnh, miền Tây. Và chúng ta có thể nhìn thấy cái địa danh này rất là nhiều video review trên YouTube cũng như trên các nền tảng mạng xã hội khác. Tôi chỉ muốn nói rằng là tôi đã sắp tới điểm cần đến rồi. Chỉ còn một ngày nữa tôi sẽ đến nơi mà chương trình Ultimate Trainer sẽ diễn ra. Đây là một chương trình huấn luyện vô cùng đặc biệt của tôi dành cho một số ít người, những người mong muốn rằng cuộc sống của mình sẽ thay đổi, và bằng cách thay đổi cuộc sống của mình để giúp đỡ những người khác cũng thay đổi cuộc sống của họ. Ultimate Trainer là chương trình đào tạo đỉnh cao nhất, tạo ra những nhà đào tạo. Tôi muốn nói với các bạn rằng một trong những kỹ năng này nâng cao chất lượng sống của chúng ta chính là kỹ năng giao tiếp. Ultimate Trainer là một chương trình giúp cho bạn có những năng lực để có thể giao tiếp với hàng ngàn người, giống như tôi đang nói chuyện với các bạn ở đây. Rất nhiều người đã được đến chương trình này trước đây để thay đổi cuộc sống của họ và thay đổi cuộc sống của những người xung quanh chính bản thân họ. Chúng ta thấy rằng đây là một không gian rất là nhiều, và xung quanh ở đây, đây là một cái bối cảnh mà nơi mà chương trình sẽ có thể được tổ chức. Rất nhiều người đang theo dõi chương trình ở đây, bạn có thể thấy là đấy, rất là nhiều người đang ở đây để theo dõi cái chương trình này. À, ở đâu đó xung quanh kia chúng ta có thể nhìn ở dưới kia có ai đó đang đến. Chào khán giả của kênh YouTube Bảo Thành Long đi. Ok, còn một ngày nữa thì chương trình Ultimate Trainer sẽ diễn ra. Trong chương trình này tôi sẽ chia sẻ với các bạn, những nhà đang làm kinh doanh, về cách thức để làm sao có thể dẫn dắt được đội nhóm trở nên thành công hơn. Bạn nên luôn luôn nhớ rằng là chúng ta chỉ có thể dẫn dắt ai đó khi chúng ta đã đặt chân đến đó. Nếu bạn mong muốn rằng giúp đỡ những người khác thành công về mặt cuộc sống thì bạn cần phải đạt được những thành công của mình. Trong chương trình này tôi sẽ hướng dẫn bạn làm sao để biến đổi tất cả những nội dung đã có sẵn ở bên trong con người bạn, những trải nghiệm, những kinh nghiệm, những kiến thức của mình, đóng gói nó lại thành một mục đơn giản nhất để có thể mang hướng dẫn nó cho những người khác. Trong chương trình tôi cũng giúp bạn làm thế nào để có thể marketing hàng ngàn người đến những sự kiện đầu tiên của các bạn, làm thế nào để bạn có thể tự tin đứng trước sân khấu, làm thế nào để bạn có thể tạo ra những chương trình đào tạo đỉnh cao, làm thế nào để biến những ngày cuối tuần của bạn trở thành một nguồn thu nhập thêm cho cuộc sống của bạn. Ultimate Trainer là chương trình trong suốt 8 năm qua đã tạo ra hàng trăm nhà đào tạo khác ở khắp đất nước này. Hãy nhớ rằng bất kỳ ai trong chúng ta đều có mong muốn, có khát khao sẽ trở thành một nhà đào tạo. Bạn có thể hướng dẫn cho bản thân mình, cũng có thể hướng dẫn cho con cái mình, thành viên gia đình hay những thành viên khác trong công ty. Cũng có thể bạn nâng cấp công việc này trở thành một công việc nghề nghiệp giống như ai đó đang có mặt ở trong chương trình này. Bạn có thể là nhà giáo, cũng có thể là nhà doanh nghiệp, cũng có thể là huấn luyện viên yoga, cũng có thể bạn đang dạy cho ai đó về NLP hoặc bất kỳ điều gì. Hãy nhớ rằng chương trình này giúp cho bạn những kỹ năng cần thiết để đứng trước sân khấu và biến nó thành một công việc chuyên nghiệp. Đây là lời kêu gọi cuối cùng của tôi về chương trình này. Và nếu như bạn mong muốn có mặt ở trong chương trình này, hãy bấm vào nút đăng ký ở bên dưới, có thể nói chuyện với tôi thêm ở trong nút chat ở bên dưới video này để có mặt ở trong chương trình. Đây là sự kiện, đây là thông điệp cuối cùng để gửi tới bạn. Nếu bạn muốn tham dự chương trình này bây giờ, hoặc là bạn phải chờ tới một năm tiếp theo. Chương trình sẽ diễn ra vào một ngày tới tại một địa điểm vô cùng tuyệt vời. Đây chỉ là một trong những không gian mà chương trình sẽ diễn ra. Tôi tin rằng lần này sẽ là một lần đặc biệt nhất. Tôi tin rằng đây sẽ là một trải nghiệm đặc biệt nhất trong cuộc đời của bạn, giúp cho bạn thay đổi bản thân mình và thay đổi cả những người xung quanh. Ultimate Trainer đang chờ đợi bạn. Bấm vào nút bên dưới để nói chuyện thêm với tôi về chương trình này. Xin chào và hẹn gặp lại ở kia. Rồi. Ok. Để em cảm ơn.